Em Hạnh xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Chào mừng tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Lây Da Mỹ Hạnh của em. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình thêm những mặt hàng hoa lan cách lây da tại vườn nhà em nha. Thì hôm nay vườn em có rất nhiều cây đã nở hoa nè. Đó, em sẽ quay lên chia sẻ cho anh chị mình cùng sưu tầm và mình cùng ngắm những cây hoa đã nở vườn nhà em nha. Thì đầu video em chỉ chia sẻ cho anh cô chú anh chị mình một chậu cây em đã trồng lại bằng vỏ thông. Nhưng anh chị cô chú mình nào mà trước mình chậu sơ dừa mà mình chưa có sưu tầm được thì mình nay em qua đã trồng lại nè. Thì mình về mình chỉ việc treo lên mình chơi thôi nha. Đây, cây này là cây meo thông, mã chớp cho em là mã A27. Đây chậu cây em đã trồng lại bằng vỏ thông. Đây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây đã bám rễ xuống chất chồng như thế này rồi. Đó, cây đã bám rễ xuống dưới chất chồng rồi đây. Đó, rễ ra rồi nè. Đó. Đó, em đã trồng lại như thế này rồi. Cô chú anh chị nào mình đợt trước có cây chậu sơ dừa mà mình ngại mua về mình không biết cách trồng á, thì hôm nay em đã trồng lại rồi cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Thì cây meo thông này mã chốt cho em là mã A27 nha. Đó, trên màn hình sẽ có kèm mẫu hoa mã số cho cô chú anh chị mình sưu tầm, mã A27 cho em. A27 thì cây em đã trồng lại như thế này thì giá sẽ rẻ hơn một xíu là 160.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Tại vì cái cây này là cây em tách từ những cây bụi nào hai hướng em sẽ tách ra em trồng lại. Thì sẽ chia sẻ rẻ lại cho mình một chút, 160.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đó, rất là đẹp luôn, meo thông A27 cho em ha. Rồi, cây Dinh Lúc Xì Mai thì hôm nay em cũng có cây đã trồng lại cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Rồi, để em lấy cây cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Thì cây em đã trồng lại và rễ bắt đầu bám xuống dưới vỏ thông đây. Cho cô chú anh chị mình xem đây. Đó, rễ bám xuống như thế này rồi. Về mình chỉ treo lên mình chơi chăm sóc thôi. Đó, rễ bắt đầu bám như thế này rồi. Nên em sẽ đem ra để chia sẻ cô chú anh chị mình chơi ha. Đây, chậu cây em bán. Đó, coi chậu cây đưa lên như thế nào thì sẽ giao cho anh chị mình xây cây sẽ trung bình như vậy ha. Đó, mặt hoa sẽ ở kèm kế bên cho mình. Thì Dinh Lúc Xì Mai này mã che là mã A27. Thì cái này em cũng tách ra. Tại cái cây này hôm trước anh chị mình mua bụi 250, mình sẽ thấy bụi rất là to. Em tách ra thì nay em chia sẻ lại cho anh chị mình giá chỉ 200.000 một chậu đã trồng lại như thế này ha. Đó, rất là rẻ luôn. 200.000 đã trồng lại như thế này rồi, về cô chú anh chị mình chỉ treo mình chơi thôi. Đó. 200.000 thôi. Ở Dinh Lúc Xì Mai chốt cho em mã A26, thì trên màn hình em vẫn sẽ để mã mặt hoa và mã số cho anh chị mình dễ chốt ha. Nó mặt hoa rất là đẹp luôn. Dinh Lúc Xì Mai 200.000 thôi, cây đã trồng lại như thế này rồi thì rất là lợi cho cô chú anh chị mình luôn. Thì đây em có cây suy giảm phân si. Suy giảm phân si Queen of Fire. Cây này mã C3 cho em ha. Chớp cho em mã C3. Đây, cây có hoa nở cho anh chị mình xem nè. Cây màu, cái này là màu của là màu đỏ. Nó hơi đỏ, hơi hồng á anh chị. Thiên về hồng, hồng tím tím một chút. Viền vàng lưỡi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Mã này là mã C3 cho em ha. Mã C3. Thì cây này 150.000. 150.000 chậu cây em bán thực tế như thế này. Đó, 150.000 thôi, mình thích thì mình chốt cho em mã C3 ha. Mã C3 150.000 thôi, cây đã trồng thuần bằng than rồi, cây này trồng thuần rất là lâu rồi. 150.000 mã C3 cho em. Rồi, đây em có một cây Bachara Fancy. Cây đã nở hoa. Cây này trước là chậu to. Chậu to em. Cái này nó nở bữa giờ nó không có được nắng, nó không có được căng hết cánh ra. Đó. Này nó mà nở căng cánh ra nó sẽ rất là to, rất là thơm luôn. Bachara Fancy nha, này mã chốt cho em mã B13. Mã B13. Thì đây cây em bán thực tế đây. Chờ em một xíu em sẽ đưa cây thực tế cho anh chị cô chú mình dễ sưu tầm. Chậu cây em cũng đã trồng lại bằng vỏ thông rồi. Đây, rễ đây. Ổn định rồi, mã B13 cho em ha. Mã B13 Bachara Fancy. Đó, B13 mặt bông của nó bên đây. Mã B13 cho em ha, 150.000. Mình mua đơn hàng 3 chậu em vẫn sẽ miễn phí ship cho mình ha. Mua đơn hàng 3 chậu em vẫn miễn phí ship cho mình. Anh chị mình sưu tầm thì mình cứ inbox hoặc là nhắn tin qua trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0933124442 của em để mình đặt hàng ha. Đây, cây NC hồng. Đó,
Đây, để từ từ nó lấy nét bông đó. Em si hồng nay có cây nở rồi nè, rất là đẹp luôn. Để cho anh chị mình cùng ngắm hoa thực tế tại vườn nha em. Thì chậu cây bán sẽ tương đương như thế này. Có đó, đang còn nụ hoa rất là nhiều, đang còn vài cái nụ là hoa vừa nụ luôn, rất là xinh luôn. Giá 120.000, anh chị cô chú nào mình sưu tầm thì mình chốt cho em NC hồng ha. Đây, cây Gustava 3 thì cây này cũng đã em đã làm clip rất là nhiều rồi, màu xanh lửa trắng rất là thơm luôn. Cây này là cây hồng, cây màu cam hoa trung. Cam hoa trung. Đó, anh chị mình thấy nó xoay hoa khá là to. À, cho anh chị mình xem xoay hoa của nó. Đó, hoa này nó cũng phải tầm 7 cm đó. Nếu mà cây lực khỏe thì ra một chùm lần phải 4 5 bông. Chốt cho em là mã E6. Cây này thì 130.000 nha. Xoay cây thì bằng với chậu đăng hoa như thế này. 130.000. Đó. Chậu sẽ bằng với chậu đăng hoa như thế này, 130.000. Cây cũng đã trồng thuần bằng than rồi. Màu cam cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó ở ngoài vườn nó có, anh chị thấy không? Anh chị mình thấy bông thực tế nở như thế này thì mình rất dễ để mình sưu tầm, mình nhìn được cái hoa nở thực tế thì mình sẽ biết của mình thích nó ở điểm nào hơn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, cây Brass Taiwan Big Leaf. Mã chốt cho em mã E9 ha. Mã E9 Taiwan Big Leaf. Rất là xiên bông luôn, dòng Brass thì cực kỳ xiên bông. Cây này thì nè, cái điểm nhấn của nó là cái lưỡi. Dòng Brass thì cái điểm nhấn của nó là cái lưỡi ha. Cánh hoa nó hơi hồng hồng, ửng hồng. Thì nó nở, mới nở nó sẽ hồng nhiều hơn và dần dần nó sẽ màu trắng ra. Anh chị xem cái lưỡi của nó nè. Rất là đẹp luôn. Cái này thì 120.000 một chậu như thế này. Có chậu mấy em có hai chậu đan hoa, còn lại là hàng lá. Mình thích cây về chủng hoa thì mình lấy chậu đan hoa. Còn mình về mình trồng mình chơi chăm sóc thì mình lấy chậu hàng lá cũng được. Thì anh chị coi nè. Đẻ rất là nhiều con luôn, dòng bờ đó thì xiên đẻ con lắm. Chỉ 120.000 thôi. Đó, một mặt hoa rất là đẹp luôn. Cái này thì hoa chùm nha. Tại cây này nó nở chưa có được. Nó nở mới nở được có một bông thôi. Thì mình trồng thuần lâu ở vườn mình sẽ nở là một chùm rất là nhiều hoa. Nó cực kỳ đẹp luôn. Dòng Brass Taiwan Big Leaf, chốt cho em là mã E9. Nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây cây Encino nè, hoa này thơm nha anh chị. Ngửi hoa rất là thơm luôn Encino. Rồi nó bông nó nhỏ quá không bắt nét được. Bông nhỏ quá không bắt nét được. Đó, Encino nha, hoa thơm nha. Cái này dòng NC hoa thơm nha anh chị, vòi hoa rất là dài. Xuyên hoa lắm, anh chị thấy không? Cái chậu của em là rất là nhiều vòi nụ luôn. Đó, giá cũng chỉ có 130.000 thôi. Anh chị có thích thì mình nhanh tay mình inbox hoặc mình nhắn tin gọi điện qua số Zalo điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Thì trên màn hình của em lúc nào cũng có chèn thêm cho mình là mặt hoa, mã số và tên cây. Thì anh chị mình cứ xem trên video của em, mình thích mã số nào thì mình cứ ghi lại mã rồi mình alo trực tiếp cho em để mình đặt hàng ha. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem hết video của em.